Kính thưa quý vị, Asterix đi đến Scotland, tên từ Paris. Một nhóm nhỏ người hâm mộ đã bất chấp cái lạnh mùa thu của Paris để có được trong tay của họ ấn bản đầu tiên của cuốn truyện tranh Asterix và Obelix mới vừa được phát hành vào lúc nửa đêm ngày thứ năm. Asterix có lẽ là nhân vật Gaulois nổi tiếng nhất kể từ Vercingétorix, mặc một cái váy truyền thống trong cuộc phiêu lưu mới nhất đã đi đến thăm các vùng đất của người Picts, nay là Scotland. Người Picts đã cai trị Scotland cho đến thế kỷ thứ 10. Nhưng lần này cuộc phiêu lưu của Asterix đã không có sự tham dự của một trong những người sáng chế ra mình, đó là họa sĩ vẽ truyện tranh Albert Uderzo, người đã gác bút vào năm 2011 ở tuổi 84. Một tình huống làm cho người hâm mộ tò mò và một chút lo lắng. Người viết kịch bản, ông Jean-Yves Ferry, đồng tác giả với ông Didier Conrad cho những cuốn truyện tranh Asterix mới nhất, nói rằng cuộc phiêu lưu đến vùng đất của người Picts là một cái cúi đầu tưởng nhớ đến thế hệ đàn anh, những người đầu tiên tạo ra tác phẩm này, đó là hai ông Albert Uderzo và ông René Goscinny. Ông Ferry cho biết ông đã đi đến Scotland để nói chuyện với người dân địa phương về dự án mới của mình, nhưng thừa nhận rằng ông đã không có một ý tưởng gì về một trong những đề tài được nói đến nhiều nhất ở Scotland, đó là cuộc trưng cầu dân ý về sự độc lập của Scotland sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 9 năm tới. Theo trang mạng chính thức, truyện tranh Asterix đã được dịch ra 107 ngôn ngữ. Asterix chez les Picts có nghĩa là Asterix đi đến nhà của những người Picts là tập thứ 35 của bộ truyện tranh.